Rồi, video chiều hôm nay Trình giao lưu với mọi người một cái cây mai bonsai để ghép cúc đẹp. Giống này giống nở bông chùm này. Đấy. Chùm búp nó này. Rồi, cây có chiều cao tổng thể là 45. Ghép được 4 bo thì nó sống hết 4 bo luôn. Các vết ghép nó đã liền lại với nhau rồi. Được 3 tay. Lấy được 3 tay này. Đây bữa Trình các cái lá dừa này. Bây giờ nó bắn lọc non nữa nó. Bắn lọc non lên. Đó. Các bớt lá dừa đó mình thấy được cái dâm tay nó, mình định hình cái chi tàn của nó, đi ghim nọc hết rồi, rỉ quạt hết rồi đó. Đây các vết ghép nó nè mọi người thấy không, nó liền lại này, liền lại này, chỗ này nó gom lại không, gom lại còn một nửa cái vết sẹo lớn này. Rồi cây thì nó có chiều cao tổng thể của nó là 45 nha. Lên tới đỉnh ngọn. Cây được nuôi dưỡng trong cái chậu lục giác. Chậu này chậu dê đá mai. Đó, chậu lục giác. Hoa văn nó nè. Chậu này bỏ băng trà nha mọi người. Một người bơi là ok. Đây cái dàn chân đế rễ của nó này. Như rễ cây si cây đe luôn ha. Đế rễ đe. Nôm cao. Nôm cao lên tầm 16-17 cm ạ. Không, coi nó già coi à. Người nhìn cái lớp chân rễ của nó. Rất là nhiều rễ ha. Rất nhiều rễ phụ tạo thành một cái cụm rất là to. Không. Chậu này lọt lòng 25 mà nó muốn liếp hết cái viền của cái vành chậu luôn rồi. Đó, nó biết. Nó nôm đều tứ diện nha mọi người. Đấy. Rễ đều tứ diện hết này. Đây là cái mặt diện của nó này. Để mình xây cái mặt diện nó cho mọi người xem ha. Đấy. Phom dáng lông. Lùng lực. Đấy. Chơi đá băng trà rất là ok. Cuồng cây không? Rất đẹp. Độ thoát thân là phần chi tán của nó rút lại dần đều, càng lên cao nó càng rút lại ha. Cái này chỗ này mình lấy được một cành là mình bẻ ra, bấm cái chỗ đoạn này đó, ra cành thứ tư đó. Hiện tại thì mình đang dưỡng thì mình chưa bấm hết, cành này được chủ yếu nuôi để cho hoa thôi đó. Mọi người có mua về nuôi thì liên hệ mình với số điện thoại 0849020790 nha. Đó, các vết sẹo nó, các vết ghép nó đã liền xẹo rồi này, liền lại với nhau rồi. Không. Rất là mạnh ha, ghép mấy cái mấy tháng rồi. Và tầm tháng thứ tư rồi. Tháng thứ tư, cành nhánh của nó rất là ok. Không, như dâm tây luôn. Đó. Dâm nó rất là đẹp nha. Định hình ngay từ lúc ban đầu cho nó sau này nó khỏi bị đơ á. Cuồng cây nó đẹp. Cây cuồng đẹp. Đấy, quay từ xe cho mọi người xem này. Không, các chi kìa, nó đối xứng nó trẻ lại với nhau. Ra đúng điểm dương ở chỗ đoạn co ác nó luôn này. Ba cành nó rõ ràng ha. Đây cành thứ tư. Đang dưỡng. Chưa có rễ ra. Không, cây rất là già nha. Nhìn gió cây là biết rồi. Dàn cụm chân đỡ rỡ nó. Cây khỏe mạnh thì lọc lá nó mới bung cỡ này nha mọi người. Lọc non nó bung khắp tất cả các cây cành luôn á. Rồi số điện thoại mình là 0849020790. Đó là số đăng ký tài khoản Zalo luôn. Mọi người kết bạn Zalo mình liên hệ mình ha. Rồi, xin chào, cảm ơn mọi người xem hết video.